Tử vi ngày 1 tháng 9 âm lịch, thần tài gọi tên 5 con giáp số hưởng lộc trời, chúng đậm số đỏ hơn son. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, với mỗi người mang trong mình số mệnh khác nhau, từ đó sinh ra giàu có và cơ hàn. Thế nhưng, nếu bạn thuộc 5 con sắt này thì vận đỏ hơn son, tài lộc ùn ùn kéo đến trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Và đó là những con sắt nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 1 tháng 9 của tuổi Tý, công việc không thuận lợi do lâm kiếp tài, có điểm tranh đoạt, đấu đá, ghen ăn tức ở nhau trong cạnh tranh làm ăn thời gian gần đây. Có những người bên ngoài có vẻ thân thiết với bạn, nhưng bên trong thì âm thầm muốn bạn sụp đổ. Đường tình cảm lâm tương xung nên tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, cực đoan, nhân duyên khắc giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc. Đôi khi tuổi Tý ăn nói khá bộc trộm, làm mất lòng người trong nhà, nhưng thực ra bạn không có ý xấu. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để hóa giải. Tiền bạc trong ngày cũng kém may phần nào vì cục diện thủy khắc hỏa. Con giáp này chi khá nhiều tiền trong mua sắm, ăn chơi. Thời gian tới có nhiều người mời đám nên khuyên Tý hãy chi tiêu sao cho hợp lý. 2. Tuổi Sửu. Trong ngày 1 tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu được chính quan nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Những bạn đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức, thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Hãy tin vào khả năng làm việc của bản thân. Và để hóa giải vận xui, tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Đường tình duyên lâm tương hại nên tính cách con sắt này khá bi quan hay suy nghĩ nhiều. Các bạn nữ thì sáng nắng chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Nhiều người sắp phải chia tay người thân đi làm ăn xa hoặc đi định cư. Bù lại mặt tài lộc rất may mắn nhờ cục diện hỏa sinh thổ. Và thời điểm cuối ngày có thể bạn sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bạn bè có tài lộc, quà cáp hoặc được mời đi ăn tiệc. 3. Tuổi Dần. Ngày mới tuổi Dần được tam hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối. Những bạn làm du lịch, buôn bán, dịch vụ tiện ích, nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ. Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ cục diện ngũ hành hỏa sinh mộc. Nhưng điều khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác, sống trong sạch sẽ được trời Phật phù hộ. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Vận tài lộc có thực thần nâng đỡ nên tuổi Dần hôm nay lộc lá không thua kém bất kỳ con sắt nào. Nhiều bạn được cho đồ ăn, mời đi ăn hoặc được trả nợ. Những ai chưa đòi được nợ thì hoan hỉ, coi như đó là nghiệp của người ta nếu không chịu trả. 4. Tuổi Mão. Ngày 1 tháng 9 có thương quan lâm vận nên công việc của tuổi Mão khá chật vật và khó khăn. Cẩn thận coi chừng mất chức, bị đuổi việc, thôi học vì bất cẩn. Lời khuyên cho bạn nên cư xử hòa nhã, đừng quá kiêu ngạo, một điều nhịn thì chín điều lành. Vận lâm tương phá nên trong anh em họ hàng dễ có lục đục, ghen ghét lẫn nhau. Tuổi này không được nhiều vào người thân nhiều, toàn tự lực cánh sinh, bươn chải. Nhiều người xa quê nhờ vào bạn bè và hàng xóm nhiều hơn anh em ruột thịt. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Mà tiền bạc may mắn hơn mọi người nhờ cục diện hỏa sinh mộc, người theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác, may mắn hơn thì được cho số lộc hoặc được trả nợ. 5. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn gặp thiên quan nên những xui xẻo xảy ra trong công việc gần đây chủ yếu liên quan đến cấp quyền, cấp trên, bức xúc mà không nói ra được. Bạn làm đúng 100 lần không ai thấy, nhưng chỉ cần làm sai 1 lần người ta có thể có cớ để nói. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để hóa giải. Vận tình cảm có bước tiến triển mới nhờ hỏa sinh thổ, bạn không còn thiếu tự tin về bản thân, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Nếu chưa có người yêu thì bạn nên tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được bạn đời của mình trong những dịp đó.
Về phương diện tài lộc, không có gì phải nghĩ ngợi. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao thì sẽ có thu nhập xứng đáng. Một vài người có thêm thu nhập bên ngoài nhưng không đáng kể, vì vậy vẫn nên tập trung vào công việc chính. 6. Tuổi Tỵ. Ngày 1 tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ được tam hội cục giúp đỡ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Người đi làm ăn xa hay có quý nhân giúp đỡ, rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp. Nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời. Tình cảm không có biến động như hai hành họa tương hòa. Bạn may mắn có một cơ thể lành lặn và gia đình đầy đủ. Đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao nhiêu người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Đường tiền tài có thiên tài chiếu mệnh nên dễ trúng thưởng, được cho là có số hoặc trúng xổ số lô đề. Được cho số lộc hoặc trúng xổ số lô đề, cái gì đến thì cũng dễ đi. Khuyên Tỵ không nên tham gia vào mấy trò lô đề cờ bạc quá sâu, rất nguy hiểm. 7. Tuổi Ngọ. Trong ngày 1 tháng 9, dự báo mặt công việc tuổi Ngọ có chính tài nâng đỡ, nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có các cách giải quyết của nó, chỉ cần con giáp này có được sự tỉnh táo và sáng suốt là đủ. Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi tự hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá mệt mỏi vì người nhà, không biết chia sẻ cùng ai, kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Vận tiền bạc ổn định nhờ hai hành họa tương hòa, bạn cũng đang được cấp trên chú ý nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi, kiếm thêm kiến thức mới. 8. Tuổi Mùi. Được chính quan độ mệnh nên công việc của tuổi Mùi hôm nay có nhiều tiến triển mới. Các bạn làm công chức, tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử cho tuổi này. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Nhờ tam hội nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn. Có cục diện hỏa sinh thổ nâng đỡ, tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền, làm giàu ngày càng rộng mở, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm nhiều tiền trong tầm tay cuối tháng này. 9. Tuổi Thân. Ngày hôm nay được thiên ấn trợ lực nên những người làm quan xin thăng chức có quyền được hy vọng vào tương lai. Bạn vất vả nhiều rồi, đã đến lúc được ông trời đền đáp xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên đường tình cảm khá ảm đạm do hỏa khắc kim, có đôi lúc con giáp này hơi cứng nhắc và bảo thủ trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối nên có thể có người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để hóa giải. Vận tài lộc cũng bấp bênh không kém, xuất phát từ thói quen mua sắm. Nếu con giáp này mua đồ có giá trị thì đừng vội mua nhà, nên tìm hiểu xem có chỗ nào bán rẻ hơn không, bản mệnh sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí. 10. Tuổi Dậu. Đường công việc của tuổi Dậu có chính ấn nên quyền lợi khi đi làm của bạn được cải thiện, cấp trên cũng đỡ giao việc cho bạn trong ngày nghỉ hơn. Thời gian gần đây rảnh rỗi nên học thêm kiến thức mới hoặc nghỉ ngơi, đừng cống hiến nhiệt tình quá. Mặt nhân duyên yêu đương, gia đình chịu ảnh hưởng từ cục diện hỏa khắc kim nên không may mắn. Trong mối quan hệ với những người xung quanh, bạn luôn muốn mang niềm vui cho mọi người, tuy nhiên đừng quên đề phòng bị người khác lợi dụng. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Chuyện tiền bạc không thuận lợi, đây không phải là ngày tốt để tiến hành khai trương, mở hàng, làm ăn xa. Tài lộc hiện tại chưa thật dồi dào nên chi tiêu tiết kiệm phòng lúc ốm đau bất ngờ. 11. Tuổi Tuất. Trong ngày 1 tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Tuất gặp thiên quan chiếu vận, cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc. Đi làm tốt nhất thì không nên thân với ai quá mức, cuối tuần rồi về nhà cắt hết liên lạc với công việc để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. May mắn là có tam hợp trợ lực nên bên cạnh bản mệnh vẫn còn nhiều người ủng hộ. Nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại.
bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu. Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên con giáp này cũng may mắn về đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập. 12. Tuổi Hợi. Công việc của bản mệnh trong ngày kém may mắn do lâm tỷ kiên. Điềm báo thời gian sắp tới có tranh giành, đấu đá lẫn nhau trong công việc. Hợi nên cẩn thận. Có người nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong thâm độc, không thích bạn hơn họ. Vì thủy khắc hỏa nên tình cảm cũng kém may mắn. Hôm nay nên hạn chế đi xa và đến những nơi đông người, tránh tụ tập ăn nhậu để hạn chế nguy cơ sinh sự vô cớ. Họa đến từ người lạ mà bạn không ngờ tới. Để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Trong ngày hôm nay, những người tuổi Hợi nên hạn chế tới những nơi đông người, nên tránh mang nhiều tiền mặt, đồ có giá trị vì có nguy cơ bị mất mát, hao hụt. Ngoài ra, con giáp này cũng nên hạn chế mua sắm phục vụ nhu cầu cá nhân khi không cần thiết. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa xét xong tử vi ngày 1 tháng 9 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.